Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin thưa câu chuyện của một nước láng giềng bạn, đó là nước Campuchia. Chúng ta nhớ năm ngoái, Campuchia đã có cuộc tổng tuyển cử và Đảng Nhân dân Hành động của cựu Thủ tướng Hun Sen thắng đa số. Thắng đa số thì sau đó đó, cựu Thủ tướng Hun Sen xin nộp đơn từ chức Thủ tướng. Khi ấy ông là Thủ tướng lâu đời nhất của Campuchia và cũng là lâu đời nhất của thế giới. Ông đã từ chức để cho người con trai của mình lên thế ngôi. Đó là bây giờ là Thủ tướng Hun Manet, Đại tướng Hun Manet lên thế chức Thủ tướng. Nhưng á, cựu Thủ tướng Hun Sen vẫn đắc cử vào trong quốc hội. Và chúng ta cũng thấy ông cũng làm việc để rồi cuối cùng thì Thủ tướng Hun Manet cũng đã bổ nhiệm người em út, đó là ông Hun Mani, 41 tuổi, con trai út của cựu Thủ tướng Hun Sen, lên làm phó thủ tướng và đã được quốc hội của Campuchia chuẩn nhận, coi như là con số tuyệt đối. Vậy là dòng họ của ông, bố và các con đều nắm những chức vụ quan trọng ở trong chính trường của Campuchia. Hôm qua, cựu Thủ tướng Hun Sen nộp đơn xin từ chức ở tại Quốc hội của Campuchia và ông đã được sự tán thưởng của tất cả các vị ở nơi đó. Ông nói như thế này đây, khi mà ông từ chức: chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau trong một số trường hợp, trong đó có những phiên họp toàn thể Thượng viện cùng Quốc hội. Thưa quý khán giả, tại sao lại nói là cuộc họp toàn thể Thượng viện cùng Quốc hội? Ông đã từ chức ở trong Quốc hội rồi, bây giờ còn nói là cuộc họp toàn thể Thượng viện và Quốc hội có nghĩa là gì? Nghĩa là kỳ này bầu cử thì các vị thượng nghị sĩ của Campuchia đó, Đảng Nhân dân Hành động chiếm ít nhất là 55 ghế, quá bán hơn rất là nhiều. Nếu như vậy đó, thì một vị nào đó ở trong Thượng viện hoặc là do quốc vương Ưng Sihamoni chỉ định đó, thì người đó có thể là thượng nghị sĩ. Và khi như vậy đó, thì Thượng viện của Campuchia có thể bầu một người mà họ mong muốn, bất cứ ai họ thích, thì cũng có thể được bầu là chủ tịch Thượng viện. Thế hôm qua ông cựu Thủ tướng Hun Sen từ chức, thì hôm nay ông đã được bên phía của Thượng viện bầu ông làm chủ tịch của Thượng viện. Vậy ông mới nói rằng là trong tương lai mà quốc hội gồm ở Hạ viện gì đó gặp gỡ thì có thể gặp chung ở tại Thượng viện. Là như vậy đó. Ông đã được bầu làm chủ tịch Thượng viện ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2024. Chức chủ tịch Thượng viện rất quan trọng khi mà quốc vương, bây giờ là quốc vương Sihamoni, khi mà quốc vương Sihamoni đi ra nước ngoài thì ở nhà, chủ tịch Thượng viện là người đóng vai trò nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Thượng viện thay thế cho quốc vương Sihamoni làm nguyên thủ quốc gia. Nên chúng ta thấy gia đình của ông, con trai trưởng là Đại tướng Hun Manet đã lên làm thủ tướng. Con trai út, ông Hun Mani, 41 tuổi, đã làm phó thủ tướng. Bây giờ, ông Hun Sen, 71 tuổi, làm chủ tịch Thượng viện. Nhưng mà đó, Đảng Nhân dân Hành động, ông cũng là đảng trưởng luôn. Nên quyền uy của ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, coi vậy chứ rất là lớn. Vì là đảng trưởng của Đảng Nhân dân Hành động, ông có quyền đề cử với Thủ tướng để bổ nhiệm những người nào mà ông cho là xứng đáng. Còn với chức chủ tịch Thượng viện thì ông có thể bác một số chính sách mà bên phía Thủ tướng đệ trình mà ông thấy rằng không có thích hợp. Nên dầu rằng ông không còn là Thủ tướng của nước Campuchia, người ta vẫn nói đó,
hình bóng của ông lãnh đạo cả nước Campuchia, lãnh đạo chính phủ Campuchia qua các người con của ông là một hình bóng rất là rõ nét. Dẫu vậy, giữa Campuchia và Việt Nam bây giờ có một vấn đề rất là lớn và mọi người quan tâm. Không biết Campuchia dưới thời của Đại tướng Hun Manet đang là thủ tướng, nhưng mà đằng sau là Thủ tướng Hun Sen có chịu tuân thủ những gì mà đã hứa với Việt Nam hay không? Liên quan đến vấn đề mà bây giờ chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đề nghị, đó là đào một kênh đào, họ gọi là kênh đào Đế quốc Phu Nam. Kênh đào Đế quốc Phu Nam đào ở bên phía đông của Campuchia nhưng lại sát gần bên phía biên giới của Việt Nam. Nói rằng đào tới coi như là phía của bến cảng Sihanouk luôn, để mà tiết kiệm về việc mà đưa các tàu bè, họ nói là phải đi ngang qua dòng sông Mekong, đi qua dòng sông Tiền và dòng sông Hậu của Việt Nam nên là tốn kém và bất tiện vô cùng. Họ nói đào kênh đào đó thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền. Nhưng mà nhiều quan sát viên quốc tế và nhiều nhà hoạt động về vấn đề môi sinh cho rằng kênh đào Đế quốc Phù Nam sẽ là một vấn đề lớn gây ô nhiễm môi sinh, không có tiết kiệm được bao nhiêu hết. Thà là một con đường cao tốc chạy từ Phnom Penh tới cảng Sihanouk mà chuyển hàng hóa thì còn tiết kiệm hơn là đào cả một kênh đào như thế. Kênh đào như thế thì cắt đi những cái tuyến đường mà dòng sông Mekong chảy ngang qua, thì ở phía của Việt Nam coi như sẽ gặp sự khốn khó. Vì như vậy thì nước không có đều, sợ rằng nước của biển tràn lên thì Việt Nam sẽ bị ngập mặn. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ rất là khốn khó, các tỉnh miền Nam sẽ không còn trù phú như trước. Và đào như vậy đó thì sẽ ngăn chặn sự lưu thông của các loài cá hiếm có của dòng sông Mekong, nhất là cá heo. Cá heo là một đặc sản quý hiếm. Dẫu vậy, bên phía Campuchia dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, họ vẫn quyết tâm là sẽ đào kênh đào Đế quốc Phù Nam. Họ mời Trung Quốc tới và Trung Quốc bỏ tiền ra thầu để xây kênh đào Đế quốc Phù Nam này, cho thấy chuyện này chắc không phải là chuyện về vấn đề kinh tế và môi sinh mà thôi, nhưng chắc còn là chuyện chính trị. Trung Quốc và Campuchia muốn kìm sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Trung Quốc muốn sử dụng Campuchia như là một gọng kềm, như trước đây, trước năm 79 đó, để kềm chân Việt Nam, nên mới đào kênh đào Đế quốc Phù Nam như vậy. Và khi mà kênh đào Đế quốc Phù Nam xong thì chúng ta thấy nơi đây là một nơi xuất phát của Trung Quốc, cộng với những gì mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam trước đây năm 1988 ở tại đảo Gạc Ma, đảo Chữ Thập gì đó, thì như là hai gọng kềm kềm Việt Nam lại ở Biển Đông. Đó là một sự quan tâm vô cùng của Việt Nam. Và Việt Nam mong rằng cựu Thủ tướng Hun Sen, nói rằng không còn là Thủ tướng nhưng vai trò chính trị của ông còn quá lớn ở bên Campuchia, thì ông nên can thiệp với các con trai của ông như là Thủ tướng Hun Manet và Phó Thủ tướng Hun Mani. Dẫu vậy, chúng ta thấy cựu Thủ tướng Hun Sen miệng thì nói như thế này đây: tôi đã từ chức để cho các con tôi làm việc thì các con tôi tính toán theo quyền quyết định của các con tôi, còn tôi không có trách nhiệm gì hết. Đó chỉ là đá cái banh trách nhiệm cho các con của mình, chứ thực tế là ông có quyền góp ý và quyết định rất là nhiều. Nên đây là một chính trị lão luyện của Campuchia. Ông Hun Sen mới có 71 tuổi thôi, nhưng ông cầm quyền ở tại Campuchia với tư cách là thủ tướng là lâu đời nhất ở Campuchia và lâu đời nhất trên thế giới. Bây giờ ông còn có quyền là chủ tịch của đảng nhân dân,
còn là chủ tịch thượng viện nữa, nên chắc chắn tiếng nói của ông mạnh, nhưng ông không muốn nói, để rồi rõ ràng gia đình dòng họ của ông nghiêng về phía Trung Quốc. Vì Trung Quốc qua người vợ của ông đã biếu xén ông rất là nhiều tỷ, và ông lệ thuộc vào Trung Quốc vì lý do đó. Càng ngày cho thấy là dòng họ Hun, tức là ông Hun Sen và các con của ông là Hun Mani, Hun Manet gì đó, là ngã về phía Trung Quốc rất là nhiều vì vấn đề quyền lợi cho gia đình của họ. Đó là một chuyện đáng buồn. Nhưng mà ở trên phương diện quốc gia thì họ cho rằng đó là quyền lợi quốc gia cao nhất của Campuchia, không để cho bất kỳ một quốc gia nào trở thành một sức mạnh áp lực lên trên quốc gia họ một cách tuyệt đối. Nên là Campuchia bây giờ đang đi cái thế gọi là cái thế đi với Trung Quốc, nhưng không bỏ nước Mỹ, cũng không muốn rời khỏi hẳn Việt Nam. Tương tác đa chiều, đa dạng, cũng giống như Việt Nam vậy. Dẫu vậy, chính sách này làm cho Việt Nam phải nói rất khó chịu, vì đây là một cái gai ở bên hông của Việt Nam. Kinh đào đế quốc Phu Nam rõ ràng là một cái gai nhức nhối mà Việt Nam không muốn kinh đào này được thực hiện. Nhưng mà dưới sự chủ trương của dòng họ Hun bây giờ thì điều này sẽ được quyết tâm thực hiện cho bằng được, thì làm cho Việt Nam nhức nhối vô cùng. Tôi không biết trong tương lai Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định về việc nhổ cái gai này như thế nào. Nhưng nếu để cái gai này còn tiếp tục đâm bên hông, bên sườn của dân tộc Việt Nam, thì chắc chắn sẽ phải giải quyết thôi. Vì đó là quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Đó là góc nhìn của tôi. Tôi cho rằng Thủ tướng Hun Sen có mặt ở tại Campuchia là điều tốt cho dân Việt Nam ở Campuchia, không bị chứng kiến thảm cảnh như trước đây là thảm cảnh cắt chuồng, tức là giết người Việt bỏ trôi sông, như dưới thời của ông Lon Nol hoặc là dưới thời của Pol Pot. Dẫu vậy, bao nhiêu năm nay Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia rất là nhiều, giúp dân tộc Campuchia thoát cảnh diệt chủng bởi nhóm khủng bố ác độc Pol Pot. Nhưng bây giờ sau bao nhiêu năm hòa bình thì dưới sự lãnh đạo của dòng họ Hun, Campuchia dần dần bây giờ tách rời ra ảnh hưởng khỏi Việt Nam và coi như muốn trở thành một công cụ cho một cường quốc, như là trở thành công cụ cho Trung Quốc, trở thành cái gai ở bên hông của Việt Nam. Thì Việt Nam giàu rằng rất quý dòng họ Hun, quý cựu Thủ tướng Hun Sen và các con của ông như là Thủ tướng Hun Manet và Phó Thủ tướng Hun Mani. Nhưng với chính sách như vậy thì đó là chính sách cần phải được nhổ đi. Cách này hay cách khác, đế quốc Phù Nam, kênh đào đó không thể nào mà tiến hành để rồi gây biết bao nhiêu sự thiệt hại lên trên vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là một nguy hiểm về vấn đề quân sự đối với đất nước Việt Nam này. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.